Tân nương trong váy cưới đỏ, Lý Thấm, Nhiệt Ba thừa sức lấn lướt Triệu Độ Tư, Bạch Lộc. Một trong những phân cảnh gây ấn tượng mạnh với khán giả trong phim cổ trang chính là hôn lễ của cặp đôi chính, và nhân vật luôn là tâm điểm của sự chú ý là những nàng tân nương với tạo hình hôn phục rất bắt mắt. Trong số những sắc màu trong tạo hình của tân nương, tông màu đỏ luôn được sử dụng nhiều nhất và nó cũng là màu nổi bật nhất. Lý Thấm trong Thỉnh Quân. Tạo hình váy cưới đỏ trong Thỉnh Quân của Lý Thấm thật sự rất đỉnh, đặc biệt là phần đoạn trời tuyết. Khi đó, nữ diễn viên khoác bộ váy màu đỏ kết hợp cùng khí chất thanh tao, lạnh lùng đã khiến khán giả mê đắm và hòa vào nhịp phim. Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Sán Lạn. Trong hai bộ phim mới đây nhất của nàng Tiểu Hoa đều có tạo hình tân nương. Trong Tinh Hán Sán Lạn, nhân vật Trình Thiếu Thương